Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ina Boston Plus được sản xuất tại Boston Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ina Boston Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Ina Boston Enalapromalit 20mg Hydrochlorothiazid 12,5mg Dạng bảo chế Viên hoàn Tăng huyết áp là gì? Tăng huyết áp hay cao huyết áp là tình trạng khi huyết áp đo tại phòng khám lớn hơn hoặc bằng 140 trên 90 mmHg theo khuyến cáo của Hội tim mạch học quốc gia về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. Tiền tăng huyết áp khi nằm trong khoảng 120 đến 139 trên 80 đến 89 mmHg và mức huyết áp bình thường khi nhỏ hơn 120 trên 80 mmHg. Công dụng và chỉ định của Ina Boston Điều trị bệnh tăng huyết áp Cách dùng và liều dùng của Ina Boston Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Để giảm thiểu các tác dụng không mong muốn do cả hai thuốc gây ra, việc khởi đầu điều trị bằng phác đồ phối hợp chỉ nên được áp dụng sau khi đã thất bại trong việc kiểm soát huyết áp bằng phác đồ đơn trị. Liều điều trị thông thường của Enalapro là 540mg, của Hydrochlorothiazid là 12,550mg. Việc tăng liều phải tùy thuộc vào đáp ứng và khả năng dung nạp của bệnh nhân đồng thời phải tiến hành theo dõi đáp ứng trong thời gian 2-3 tuần trước khi tăng liều. Triệu chứng tụt huyết áp có thể xảy ra khi bắt đầu điều trị với Ina Boston Blood, đặc biệt nếu bệnh nhân bị đang giảm thể tích dịch do sử dụng thuốc lợi tiểu. Vì vậy nên ngừng thuốc lợi tiểu, nếu có thể, 2-3 ngày trước khi bắt đầu điều trị với Ina Boston Blood. Ngoài ra, Ina Boston Plus còn thể được dùng như sản phẩm thay thế cho hai chế phẩm riêng biệt của Enalapril và Hydrochlorothiazide với mức liều tương đương. Bệnh nhân suy thận không cần thiết giảm liều với bệnh nhân suy giảm chức năng thận có độ thanh thải creatinine trên 30 ml trên phút. ở bệnh nhân suy thận nặng, thuốc lợi tiểu quai như Furosemide thích hợp hơn thuốc lợi tiểu thiazide. Do vậy, phối hợp Enalapril maleate và Hydrochlorothiazide không được khuyến cáo chống chỉ định của Ina Boston. Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc và các dẫn chất sulfonamide khác. Bệnh nhân có tiền sử phù mạch do điều trị với thuốc ức chế anh chị em, bệnh nhân phù mạch di chuyển hay tự phát. Người mắc chứng vô niệu, người bị hẹp động mạch thận hai bên hoặc hẹp động mạch thận ở người có thận đơn độc, một thận. Phụ nữ có thai ở 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ. Bệnh nhân suy gan nặng hoặc suy thận nặng, CLCR 30ml trên phút. Phối hợp với các thuốc chứa aliskiren ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc bệnh nhân suy thận, CLCR nhỏ hơn 60ml trên phút. Lưu ý khi sử dụng Ina Boston. Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc. Một số bệnh nhân cao huyết áp hoặc suy tim chưa có bệnh thận rõ ràng từ trước có thể xuất hiện tình trạng tăng ure huyết, BUN và creatinine huyết thanh khi sử dụng enalapro phối hợp hydrochlorothiazide trong trường hợp này nên cân nhắc giảm liều enalapril và trên hoặc ngưng sử dụng hydrochlorothiazide thuốc ức chế anh chị em có liên quan đến một hội chứng mà bắt đầu bằng triệu chứng vàng da tắc mật sau đó tiến triển thành hoại tử gan tối cấp và có thể gây tử vong cơ chế của hội chứng này vẫn chưa được hiểu rõ khi có dấu hiệu vàng da hoặc men gan tăng cao bệnh nhân cần ngưng thuốc và được áp dụng các biện pháp theo dõi thích hợp Ngoài ra cũng cần thận trọng khi sử dụng Ina Boston Plus cho người suy giảm chức năng gan do thành phần hydrochlorothiazid trong thuốc có thể gây rối loạn cân bằng dịch và điện giải, dẫn đến hôn mê gan. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Cần lưu ý khi lái xe hay đang vận hành máy móc vì thuốc có khả năng gây chóng váng và mệt mỏi tác dụng phụ của Ina Boston. Nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, mất ngủ, dị cảm, loạn cảm, rối loạn vị giác, ỉa chảy, buồn nôn, nôn và đau bụng. Ho khan có thể do tăng kinin ở mô hoặc prostaglandin ở phổi. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác. Enalapril, sử dụng Enalapril đồng thời với một số thuốc giãn mạch khác, ví dụ nitrat hoặc các thuốc gây mê có thể gây ra hạ huyết áp trầm trọng. Sử dụng Enalapro đồng thời với các thuốc gây giải phóng renin, ví dụ thuốc lợi tiểu, tác dụng hạ huyết áp của Enalapro tăng lên. Hydrochlorothiazid, khi dùng cùng với rượu, barbiturate hoặc thuốc ngủ gây nghiện gây tăng tiềm lực hạ huyết áp thế đứng. Tác dụng hiệp đồng hoặc tăng tiềm lực hạ huyết áp. Không nên dùng cùng với ly thi vì giảm thanh thải ly thi ở thận và tăng độc tính của chất này. Hy vọng. Qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ina Boston Plus, đồng thời biết cách sử dụng Ina Boston Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham